Tương sư cho con hỏi, một vị đã chứng được quả thánh thứ nhất Tu Đà Quờn thì nhất thiết phải chứng thiền không? Không chỉ riêng là vị thánh Tu Đà Quờn mà ngay cả một vị thánh A-la-hán đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết là vị đó có thể chứng thiền. Tuy nhiên, cái khả năng định tâm á, cái khả năng định tâm của một vị thánh rất là kiên cố, rất là cao cấp. Chứ nó không có đơn giản như là mình, như phàm phu của mình đâu. Có vị thánh A-la-hán, vị đó đã nói là đối với cá nhân vị đó, cái việc chứng đắc đạo quả có vẻ như dễ dàng hơn là chứng đắc các tầng thiền, và vì đó vẫn không có chứng thiền, vì đó vẫn không có chứng thiền, nhưng mà khả năng định tâm của vị đó rất là kinh khủng. Mà vì khả năng định tâm của vị đó rất là tốt cho nên vị đó vẫn biết được cái này cái kia. Ví dụ như vị đó vẫn có khả năng nhìn thấy những cái mà người khác không nhìn thấy, nghe những cái người khác không nghe, và biết những cái người khác không biết. Nhưng mà vì đó vẫn khẳng định là mình chưa có chứng thiền. Nhưng mà do khả năng định tâm của vị đó, cho nên vị đó vẫn có những cái năng lực mình gọi là phi thường. Còn phàm thì thôi. Như sư nói, một vị thánh không bắt buộc vị đó phải chứng thiền, và vị đó cho đến khi mệnh chung, cho đến khi viên tịch, vị đó cũng có thể không bao giờ chứng thiền. Nhưng mà khả năng định tâm của một vị thánh chúng ta không thể xem thường.